Ok, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với video của mình ngày hôm nay. Và ở những cái video trước thì mình đã nói cho mọi người biết cái nguyên nhân quảng cáo của Google tại sao nó lại không hiệu quả, cũng như là cái cách để khắc phục tình trạng quảng cáo không hiệu quả. Thì ở trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người hai công cụ cực kỳ tuyệt vời và mà chúng ta sẽ cần phải quan tâm tới khi mà chúng ta chạy quảng cáo Google. Thì hai công cụ đó là Google Analytics và Google Tag Manager. Đó, thì để đăng ký được hai tài khoản này thì chúng ta sẽ lên Google và gõ, ví dụ ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để đăng ký tài khoản Google Analytics trước. Mình sẽ gõ Google Analytics, mọi người sẽ tìm kiếm Google Analytics nha. Đây đó, và ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái đầu tiên này. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ bấm vào đăng ký, còn ai mà đã có tài khoản rồi thì hãy bấm vào phần đăng nhập nhé. Ở đây mình sẽ bấm vào đăng ký. À sorry mọi người, đây là Google Ads, mình sẽ quay trở lại. Đây Google Analytics đây. Rồi ở đây thì ngày hôm trước thì mình có đăng ký một tài khoản mẫu và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để đăng ký lại. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào phần quản lý tài khoản này xem nào. À, đây là tài khoản Google. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào phần quản trị ở đây. Nó đổi sang giao diện mới cho nên là có hơi bỡ ngỡ một chút. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào phần tạo tài khoản. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái thông báo của nó sẽ yêu cầu chúng ta đặt tên tài khoản này. Ví dụ ở đây mình đặt là Hoàng Ba Cây đi. Tùy vào cái tên của mọi người đặt làm sao cho nó dễ nhớ, cũng như là phân chia được nhiều những cái khi mà mọi người có nhiều tài khoản nhưng mà mọi người muốn chia ra thì mọi người cần phải đặt những cái tên làm sao cho nó dễ nhớ để dễ quản lý nhất. Rồi ở đây sẽ bấm phần tiếp theo. Tên thuộc tính thì mình cũng sẽ đặt là Hoàng Ba Cây. Rồi, múi giờ thì sẽ chọn Việt Nam. Việt Nam. Và cái đơn vị tiền tệ cũng sẽ chọn Việt Nam, nó bên cuối, kéo cho nhanh đỡ phải tìm. Rồi. Sau đó là chúng ta sẽ bấm vào phần hiển thị nâng cao này, nếu mà những ai mà muốn sử dụng cái phiên bản cũ ấy thì có thể là tích bật cái này lên là chúng ta sẽ tạo được cái tài khoản cũ thôi. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tạo luôn trên cái giao diện mới mà Google nó mới update. Chúng ta sẽ bấm vào tiếp theo. Ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn tất cả hoặc là mọi người cũng có thể là bỏ qua. Đấy. Rồi, ở đây thì chọn ngành đi, mình sẽ ví dụ mình sẽ lấy ngành kinh doanh và công nghiệp đi. Đó, và bấm vào tạo. Rồi ở đây thì Google nó bắt chúng ta sẽ cần phải chấp nhận những cái điều khoản của nó. Bấm vào tích hai ô này, sau đó bấm tôi chấp nhận. Mọi người chờ chút cho nó load. Rồi ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta thiết lập một cái luồng dữ liệu để thu thập những cái dữ liệu của người dùng truy cập vào trang web. Thì chúng ta có thể sử dụng ứng dụng hoặc là ứng dụng iOS, ứng dụng Android cũng như là web. Ở đây thì mọi người sẽ dùng web nhé. Tiếp đó là chúng ta sẽ điền tên miền của chúng ta vào đây. Mình sẽ lấy ví dụ là cái miền của mình. Lấy miền của mình nhá. Rồi, sẽ cần phải xóa cái này đi. Đó. Mình sẽ đặt tên luồng. Ok, ở đây thì chúng ta có thể hiển thị thêm ba tính năng khác này. Chúng ta sẽ đo được cái lượt xem trang, lượt lượt cuộn trang này, lượt nhấp vào đường liên kết ngoài này, tìm kiếm ở trên trang web này, tương tác ở trên video này và lượt tải tệp xuống này. Đó, chúng ta bấm vào đây cài đặt này. Đấy, khi chúng ta muốn tắt cái nào thì tắt đi. Ở đây thì thường thì mình sẽ để mặc định, sau đó bấm vào nút tạo luồng. Ok, đây là một cái giao diện mới thì khi mà chúng ta chưa sử dụng cái Google Analytics bao giờ thì chúng ta sẽ khá là khó hiểu. Ở đây thì chúng ta chỉ cần tìm hiểu một chút là sẽ biết được cái cách tạo như thế nào thôi. Đó, ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải liên kết cái mã này với Google Analytics, với Google Tag Manager. Đó, để cho nó dễ. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người cái cách tạo Google Tag Manager và liên kết hai cái này với nhau. Rồi, chúng ta sẽ lên trên này và tìm Google Tag Manager nhé.
Rồi. Search Google Tab Manager. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào cái Google Tab Manager này luôn này. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ sau đây mọi người bấm quay lại. Chúng ta sẽ tìm Google Tab Manager ở đây, nó bên dưới này nhá. Tab Manager này. Mọi người chờ mình chút. Xóa này đi. Đó, khi chúng ta truy cập vào cái link tabmanager.google.com thì chúng ta sẽ ra cái giao diện như này. Thì chúng ta sẽ cần phải tạo một cái tài khoản. Ở đây thì mình sẽ bấm vào phần tạo tài khoản. Đó, chúng ta sẽ đặt tên công ty, ví dụ như là mình sẽ để tên là Remaker. Rồi, ở quốc gia thì mình sẽ chọn quốc gia họ Việt Nam. Đấy, ở đây phần chia sẻ này thì mình không. Mình sẽ thiết lập một cái vùng chứa. Ở đây thì mình sẽ điền là tên miền của mình chẳng hạn. Đây là tên vùng chứa thôi, thì chúng ta có thể để tên miền cho nó dễ. Đó. Và chúng ta sẵn sàng có thể sử dụng cái web. Đấy, nó sử dụng web nhé. Sau đó bấm vào tạo. Rồi ở đây thì nó cũng sẽ yêu cầu chúng ta cần phải chấp nhận với cái điều khoản của nó, thì chúng ta tích vào ô vuông và bấm có. Đợi một chút cho nó load để nó tạo tài khoản. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ cần phải gắn hai mã này lên cái trang website của chúng ta, và từ đó thì chúng ta sẽ không cần phải gắn những cái gì, gắn lại cái code này lên website chúng ta lần nào nữa. Chúng ta chỉ cần gắn một lần thôi. Chúng ta gắn lên những cái trang website cũng như là landing page, trang bán hàng của chúng ta chỉ cần một lần thôi. Và sau khi mà chúng ta cài cái code pixel vào trong tag manager ấy, thì chúng ta sẽ không cần phải cài code của pixel Facebook hoặc là những cái nền tảng quảng cáo khác vào những cái trang landing page nữa. Rồi, lát nữa mình cũng sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cài cái mã code này lên nhé, với website ở nền tảng Membricks. Đây chúng ta sẽ bấm OK. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ cần phải thiết lập, bấm vào thẻ này. Chúng ta sẽ cần phải thiết lập để cho nó kết nối với Analytics. Chúng ta sẽ bấm vào phần thẻ nhé. Sau đó bấm vào mới này. Tiếp đó là bấm vào phần cấu hình thẻ. Và ở phần cấu hình thẻ này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái cấu hình GA4 này nhé. Tại vì chúng ta đang đăng ký cái Google Analytics là ở cái GA4 này, nó mới cập nhật đấy. Đó, thì chúng ta sẽ chọn GA4. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ lấy cái mã đo lường. Thì cái mã đo lường này chúng ta sẽ lấy ở bên Analytics này nhá. Đây này. Đó, chúng ta sẽ lấy cái mã này. Sao chép. Và dán nó vào đây. Đó, chúng ta có thể tắt cái này đi. Cũng được, không sao cả. Bật cũng không sao. Rồi. Ok. Những cái phần cài đặt này thì chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm. Đó. Tiếp đó là chúng ta sẽ cần phải chọn cái trình kích hoạt. Bấm vào cái trình kích hoạt này. Chọn on pay. Rồi, chọn on pay nhá. Tiếp đó là chúng ta sẽ bấm vào lưu và để tên mặc định cũng được, hoặc mọi người có thể đặt tên riêng. Mình sẽ bấm lưu theo cái tên mặc định. Rồi, ok, và chúng ta đã liên kết được hai tài khoản Google Tag Manager và Analytics với nhau. Và ở đây thì mình khuyên mọi người nên thêm một cái trình, đó là trình liên kết chuyển đổi vào, để cho nó theo dõi những cái chuyển đổi ở trên Google. Và để theo dõi được thì chúng ta cũng sẽ cần phải liên kết cái Google Ads của chúng ta với tài khoản Analytics để cho Analytics có thể đo lường. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cần phải thêm một cái thẻ mới. Đó, chúng ta sẽ bấm vào mới ở đây. Phần cấu hình thẻ này thì chúng ta sẽ lựa chọn là trình liên kết chuyển đổi này. Đó. Tiếp đó là chúng ta sẽ bấm vào phần trình kích hoạt này. Đó, chúng ta sẽ lựa chọn on pay. Đó. Mọi người có thể xem on pay, và những cái cài đặt nâng cao này thì chúng ta cũng sẽ không cần phải quá quan tâm đâu. Đó. Thì ở đây khi xong thì chúng ta sẽ bấm vào lưu và lưu tiếp. Nếu mọi người muốn đặt tên thì có thể đặt tên ở đây, thì Google nó tự gợi ý rồi, mình sẽ lưu.
Sau khi thêm xong hai thẻ này thì mọi người sẽ cần phải bấm vào nút gửi ở đây, bấm gửi này. Khi chúng ta thêm bất kỳ thẻ nào ở trên Tag Manager, chúng ta sẽ cần phải gửi và xuất bản nhé. Ở đây thì mình đang hướng dẫn mọi người thêm luôn hai thẻ, cho nên là mình sẽ đợi là thêm hai thẻ xong mình mới xuất bản. Đó, chúng ta bấm xuất bản. Tiếp đó là chúng ta bấm bỏ qua. Rồi. Chờ một chút cho nó load. Rồi, chúng nó đã đưa chúng ta tới cái bảng phiên bản của chúng ta, thì khi xuất bản xong thì nó sẽ ra cái giao diện như này và chúng ta đã cài thành công hai cái thẻ. Đó, và chúng ta có thể theo dõi. Ok, sau khi cài xong của Google Tag Manager thì để cho cái Analytics có thể đo được Google Ads thì chúng ta sẽ cần phải liên kết tài khoản quảng cáo Google Ads với lại Google Analytics. Thì chúng ta sẽ quay trở về Analytics và tắt cái này đi. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào phần liên kết vào Google Ads này. Đấy, nó ở cái giao diện mới này nó cũng khá là thông minh, nó hiển thị lên luôn cho chúng ta. Rồi, ở đây tiếp đó chúng ta sẽ bấm vào phần đường liên kết. Đó, ở đây nó sẽ gợi ý là liên kết với những cái tài khoản mà chúng ta quản lý, thì chúng ta sẽ chọn cái tài khoản Google Ads này. Đây là cái tài khoản em ngày trước ở bài học trước mình đã hướng dẫn mọi người tạo, thì mọi người sẽ bấm vào phần này. Rồi, sau đó bấm vào xác nhận. Đó, sau đó bấm vào tiếp. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ cần phải xem thêm cái giao diện mới này, mọi người sẽ cần phải chú ý đọc. Đó. Rồi, đề xuất này, cứ để theo đề xuất đi. Sau đó bấm tiếp. Rồi, đọc tiếp. Ok, bấm gửi. Đây, đã liên kết này, đã tạo đường liên kết này, và ở đây thì nó sẽ có thể là mất 24 giờ để đường liên kết Google Ads của chúng ta bắt đầu hiển thị dữ liệu. Đó. Thì ở sau khi chúng ta kết nối được Google Ads với lại Google Analytics với nhau thì chúng ta sẽ có thể là tạo được đối tượng từ Google Analytics chuyển sang Google Ads nhanh chóng hơn. Đó. Thì chúng ta sẽ không cần phải mất nhiều thời gian để tạo đối tượng. Ok. Đó, đã bật này. Đã liên kết này. Đó, mọi người thấy không? Đấy, mọi người có thể kiểm tra và chỉnh sửa lại, hoặc là mọi người có thể xóa đi. Ok, sau khi chúng ta đã liên kết được tài khoản Google Ads với Analytics xong thì chúng ta sẽ liên kết cái À, chúng ta sẽ cài đặt cái mã Google Tag Manager lên cái trang website của chúng ta. Đó, chúng ta sẽ trở về phần không gian làm việc. Rồi, ở đây thì để lấy được hai cái mã code đó nhanh nhất thì chúng ta sẽ bấm vào cái mã code này, cái mã này. Đấy. Và chúng ta sẽ cần phải mở cái trang website của chúng ta lên. Mọi người chờ chút để mình lấy trang website của mình nhá. Rồi, đây rồi. Ok, sau khi mở trang website mọi người lên thì mình đang sử dụng cái nền tảng Membricks. Thì những ai mà sử dụng ở nền tảng khác thì có thể là nhờ bên coder hoặc là nhờ những bên kỹ thuật người ta cài cho. Nó cũng đơn giản thôi. Ở đây thì mình sẽ cài vào cái website Hoàng Hóa Cây nhá. Rồi mình sẽ bấm vào phần setting này. Tiếp đó là chúng ta sẽ bấm vào custom code. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ cách nó xuống sang bên kia. Rồi, sang bên này. Lấy cái mã code. Cái này thì chúng ta sẽ dán ở trên bên trên nhá. Đây, dán ở bên trên bảng thẻ hit này. Đó, sau đó bấm save. Và chúng ta lại vào cái tầm code, chúng ta dán cái mã bên dưới vào cái body. Đây, nó cũng sẽ hướng dẫn này. Đó, mọi người đọc kỹ là mọi người có thể hoàn thành thôi. Bấm enter xuống. Dán nó vào. Rồi, chúng ta sẽ xếp nó lại. Ok, để test xem cái Google Tag Manager đã hoạt động hay chưa thì chúng ta sẽ cần phải thêm một cái tiện ích vào Chrome. Cái tiện ích này gọi là Tag Assistant. Thì chúng ta sẽ bấm vào phần ứng dụng này. Web Store này. Đó, chúng ta sẽ tìm cái tên như này.
Google Tag Assistant này. Xem lại tên này. Thiếu tác. Đây. Đó thì mình đã thêm rồi. Đấy, bấm vào mình đã thêm rồi nên nó sẽ hiện cái phần là xóa khỏi chrome. Thì những ai mà chưa thêm thì thêm vào nhá. Add to chrome ấy. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ test xem nó đã hoạt động hay chưa. Chúng ta sẽ bấm vào cái này. Mở cái trang này ra đã. Đó. Mở trang này ra và bấm vào cái đây. Bấm vào tag assistant và bấm in-app record. Rồi, chúng ta sẽ load lại. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ mở ra xem. Đây nó có một mã Google Tag, ok này. Xem quay trở lại Google Tag Manager xem nó có đúng không nhá. Đây là D5 này. Xem nào. Đây, đã xanh và cười rất tươi nhá. Z8D5 nhìn lại một lần nữa. Đúng rồi. Đó thì những cái kỹ thuật cơ bản thì nó cũng dễ dàng như vậy thôi, mọi người chỉ cần làm theo từng bước là mọi người cũng có thể là cài được theo dõi rồi. Ok, để mọi người có thể dễ dàng tạo cái đối tượng ở trên Google Analytics hơn thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để tạo tài khoản Google Analytics cũ. Thì ở cái phiên bản mới thì nó sẽ chưa update hết, thì khi mà chúng ta tạo đối tượng thì có thể là gặp khó khăn hơn. Thì những cái cập nhật về phiên bản mới này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ở những cái video sau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới phần thiết lập cái Google Analytics ở phiên bản cũ. Rồi, mình sẽ mở sang tab cũ. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào phần tạo quay trở về, bấm vào tạo tài khoản này. Đó, nó cũng tương tự như vừa nãy thôi. Ví dụ ở đây là demo. Rồi, demo này, tiếp theo này. Chúng ta sẽ cũng là để demo ở đây. Cũng Việt Nam. Rồi, cũng Việt Nam nốt. Bật hiển thị nâng cao lên và bật cái này lên nhá. Mọi người bật cái này lên. Và chọn chỉ tạo thuộc tính Universal Analytics này. Đó, mình sẽ điền tên miền của mình vào đây. Mình sẽ điền tên miền của mình vào. Rồi, sẽ phải xóa này đi. Đó, sau đó chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Ở đây thì chúng ta có thể là bỏ qua phần này, tạo luôn nó nhanh. Rồi, đồng ý, tôi chấp nhận. Ok, đóng. Rồi ở đây thì cũng sẽ được gắn được cho được Google Analytics cấp cho một cái mã theo dõi và chúng ta cũng sẽ làm tương tự thêm cái mã này vào cái Google Tag Manager thôi. Và ở đây chúng ta copy sẵn nha. Quay sang Google Tag Manager này. Bấm vào thẻ này. Tiếp đó chúng ta bấm vào mới. Chọn cấu hình thẻ. Chọn Google Analytics Universal này nhá. Cái đầu tiên. Rồi. Rồi lượt xem trang. Ok, chúng ta sẽ bấm vào đây. Bấm vào phần chọn biến này, biến mới này. Cài đặt Google Analytics này. Bấm vào đây xem nào. Rồi. Mã theo dõi, chúng ta sẽ dán cái mã theo dõi vào đây. Ok, phần cài đặt khác này chúng ta sẽ cũng không cần quan tâm. Và chúng ta bấm lưu. Lưu. Rồi. Chờ một chút. Đó, thì nó sẽ hiện ra cái cài đặt Google Analytics này. Ok, phần cài đặt nâng cao này chúng ta cũng sẽ bỏ qua này. Rồi, chúng ta cũng có thể là chọn một lần mỗi trang cũng được. Đó. Và chúng ta sẽ chọn vào đây. Chọn All Pay. Đó. Thì mọi người cũng sẽ dễ dàng tạo ra được một cái Google Analytics, Uber Set Analytics. Rồi.
thì mọi người cứ làm theo cái hướng dẫn của mình là mọi người cũng có thể là tạo được rồi, không nhất thiết phải là đi thuê người có kỹ thuật cao để tạo đâu. Đó thì đó là một cái cách, và bây giờ chúng ta cũng thể bấm vào chỉnh sửa để thêm một cái cách thứ hai, đó là chúng ta không cần lựa chọn này, chúng ta bấm vào bật cài đặt ghi thì ghi đè trong thẻ này này đó, sau chúng ta sẽ dán cái mã vào đây, mình sẽ quay lại lấy cái mã dán vào rồi. Sau đó chúng ta sẽ để ở đây là mặc định đi, mỗi lần một sự kiện, vừa nãy là mình đã đổi rồi. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ bấm ra ngoài này, tiếp đó chúng ta sẽ chọn on page như bình thường, và sau đó là chúng ta bấm lưu rồi để nguyên tên và lưu đó. Thì nó sẽ có một cái nữa là phiên bản cũ, thì mọi người cố gắng xem kỹ cái video của mình để có thể là dễ dàng tạo hơn nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang phần analytics. Phần analytics này thì chúng ta ở đây thì chúng ta cũng sẽ liên kết Google Ads như bình thường này. Đấy, bấm vào liên kết. Đấy, sau chọn tài khoản, bấm tiếp tục. Tiêu đề nhóm liên kết này, mình sẽ để là ví dụ để hoàng ba cây đi. Rồi, chúng ta sẽ bật cái này lên, tất cả dữ liệu nhá. Bật cái này lên. Rồi. Chọn tất cả. Rồi. Ở đây nó sẽ hỏi nếu bạn tạo liên kết này hệ thống sẽ bật phương thức tự động gắn thẻ. Ok, cài đặt nâng cao xem có gì không. Ok, chúng ta sẽ bấm phần liên kết tài khoản này. Đó, nó cũng tương tự như vừa ở bản phiên bản mới thôi. Rồi ở đây thì nó sẽ cho chúng ta xem cái chỉ số tương tác Analytics trong Google Ads này, và nhập mục tiêu và giao dịch thương mại điện tử vào Google Ads này, cũng như là tạo đối tượng tiếp thị lại trong Google Analytics này. Đó, chúng ta bấm xong. Đó, thế là chúng ta đã liên kết được cái tài khoản Google Ads với lại Google Analytics phiên bản cũ. Và để tạo được cái đối tượng ấy, thì chúng ta sẽ kéo xuống bên dưới này, chúng ta nhìn thấy cái định nghĩa đối tượng này, bấm vào đây, chọn vào đối tượng, mình chờ chút cho nó tải. Đó thì ở đây thì nó sẽ cho chúng ta tạo đối tượng dễ dàng hơn. Đấy, bấm vào đây chỉnh sửa tất cả dữ liệu trang web này, chọn này. Đó, bước tiếp theo, bước bật tiếp thị lại, bước tiếp theo. Rồi, thêm cái đích đến là chọn tài khoản quảng cáo. Đó. Ở đây chọn hoàng cây và cả analytics nữa. Rồi. Tiếp đó chúng ta sẽ bấm vào nút bật. Đây. Ok. Đóng. Chỗ thì báo thành công, chỗ thì báo lỗi này. Rồi, bật lại nào. Quay trở lại đi. Đó, đây. Có thể là nó đang cập nhật nên nó sẽ bị lỗi một số phần. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tiếp tục test tạo một cái đối tượng mới nhá. Rồi, ở đây chúng ta sẽ lựa chọn là cái danh sách thông minh này xem nào. Ok, người dùng. Rồi, không chọn này nữa, chúng ta sẽ chọn người dùng cũ đi. Hoặc là người dùng truy cập vào một mục cụ thể trên web đi. Đó, thì chúng ta sẽ lấy trang này, chọn trang này, chứa này, hoặc là mọi người có thể là chọn những bằng luôn. Đó, sau đó mọi người sẽ lấy cái website của mọi người, ví dụ như của mình ở đây. Rồi. Ví dụ như của mình ở đây thì mình sẽ lấy cái trang này. Đó, sao chép này. Lấy cái đuôi thôi, dán nó vào. Xóa bớt một cái gạch chéo đi. Rồi, chúng ta có thể hoặc này, thêm này, hoặc và này. Đấy. Đó, chúng ta áp dụng. Rồi, ở đây thì mình mới tạo cho nên là nó chưa thể hiển thị cái số lượng ở đây. Những ai mà đã cài theo dõi lâu rồi thì nó sẽ hiển thị cái số người ở đây nhá. Và chúng ta có thể đặt tên, ví dụ ở đây là truy cập trang đăng ký webinar. Rồi, và bấm bước tiếp theo và thêm đích đến này, chọn tài khoản này. Rồi, bấm xuất bản. Ok. Thì nó đã thêm cho chúng ta một cái đối tượng, chúng ta sẽ bấm quay trở lại.
quay trở lại xem nào. Đó, truy cập trang webinar này. Đó. Ok, thì vừa rồi mình đã hướng dẫn mọi người xong cái cách để tạo Google Tag Manager cũng như là Google Analytics và cách để liên kết tài khoản Google Ads của chúng ta vào Google Analytics để theo dõi. Thì hẹn mọi người ở những bài học tiếp theo của mình. Tạm biệt.